Thì cái chiều ngang này là 42m2, và tính từ cái mép mà Bích Thủy đã đổ đất ra tới mép đường là 67m. Khu đất rất là rộng. Đây là cửa vô của khu công nghiệp Hạnh Phúc, khu công nghiệp Trường Hải. Chúng ta nhìn đây là phía sau là khu công nghiệp Trường Hải nè. Miếng đất này thì hiện nay thì đang được Bích Thủy kêu cái giá để mà sang mượn với cái giá là 220 triệu đồng một mét ngang. Và ở đây là 42m ngang. Khu đất này là rất là rộng mà đã được đổ đất và chủ quyền cá nhân của Bích Thủy. Do đó nếu như ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Bích Thủy. Khu đất này được gọi là đất của tập đoàn nông số 11 trên khu đất Đức Huệ Long An. Rất mong là chúng ta quan tâm và liên hệ với Bích Thủy số điện thoại 0984 003311. Chiều sâu 67 đã được lô đất chủ quyền tư nhân